người nhà bạn thích cũng mua đây, thế thì lo gì phải bảo nó sang nó phải cáo về xong rồi để xem không à, thí dụ chú người ta vẫn bảo là chú là hướng đông nam thì là ở trong nhà đang nhìn đằng kia là hướng nam gì? Vâng, thông thường thì để nhìn ban công ấy. Nhìn cái cửa nhà này nhìn ban công, hướng cửa thì nó bế khí không tính được. À đấy, cái cửa. Vâng. À, chứ không phải là hướng vì ở nhà bạn anh ở trên này thì cái lỗ cửa bế khí. Thế còn chả ban công cảm thấy ra nhà gì thế? Thế này hướng tính hướng ban công à? Đúng rồi, vâng, ban công khí nó là nhiều hơn. Ban công này nhìn trong cái thế là coi như hướng thế là được. Vâng. Thế thì đối diện hướng ban công. Đúng không, như này hướng cửa nhìn cái cửa đây đi vào đằng kia vào này. Thường thì thế, nhiều nhà nếu mà nhà góc thì nó có khi ban công một khác. Căn góc mà có hai ban công. Thế nhưng cái ban công lớn là tính là vâng ơi, ban công lớn đấy. Thế ban thờ cũng theo hướng ban công hay là ban thờ để tính khác? Ban thờ thì phải nếu mà được hướng thì ban thờ phải theo hướng ban công chứ. Vâng, nó theo cái cục đất, tức là phải đo tùy nhà, mỗi nhà cụ thể thì nó mới ra cái sơ đồ sao xong mới biết được là cái nhà đấy thì để ban thờ ở đâu. Vì nhà không có để chỗ nào khác. Rồi. Đây là dãy bếp, đây cửa vào như đây thì lan can ban công đây, lan can ban công đây, thế thì chỉ có để bên một ở bên này, hai ở bên này thôi. Đấy thì phải xem là cung đấy nó tốt hay xấu, nếu mà tốt thì được, mà xấu thì họ giải. Nói chung là nếu mà bác định mua thì cứ mua xong sau đấy không thế này thế lại bỏ, không đợi hướng thế lại bỏ. Tôi mua nhà bên này rồi, ở bên tham bán rồi vì thì thằng con tôi nó đưa thầy phong thủy coi xem bảo không được, tuổi tôi không được. Chẳng quan trọng đâu, tức là do cái bố trí bên trong ấy, không phải do hướng. Tức là bác mới xem hướng thì mới là được cái cơ bản, cái bố trí nó quan trọng hơn. Thì nó mà lợi lạc thế, nhà nó trước là hàng được cháu ạ. Vâng. Thế như bảo ban thờ thì được nhưng mà bếp không có chỗ nào, không hướng nào được mà hướng thì không được, thế là ông thầy bỏ thôi. Đành thì cháu đi mua con nghê. Vâng. Xong về xong rồi để cái này để chiếu tướng bên bếp. Vâng. Cái nhà giờ nó không ở, nó cho thuê. Vâng. Bảo cái nhà này hướng không lợi mày, mà chỗ bếp để kia chỉ có lên để bên kia thôi. Vâng. Thế là phải để đối với bên có thường, thế nó bảo để làm lập cái gì thằng để con nghê bên này sao đấy, chỉ ông thầy bảo thế đó. Vâng, các thầy dân gian thì xem theo hướng. Quan trọng là cái khu đất nó bố trí bên trong nó quan trọng quá. Chứ cái hướng nó chỉ một phần đó. Hướng thì tại vì là dân gian là xem hướng là hướng theo tuổi chủ nhà đúng không? Thấy ở bên kia ông thầy ông cũng thưa cái này, tôi thì không biết cái đấy. Nuôi bọn thầy như tôi nó bảo thế, nó xem thế được, nhưng nó bảo phải có thầy, nó bảo phải có thầy thôi. Đây là mình xem lô để đi mua nhà thôi, thì nó bật lên để xem lao bàn đấy hả? Vâng. Đấy, nó như thế. À thế, cho tôi câu hỏi thật nhé. Vâng. Thế nếu mà định xem chỗ nào mà giá cả hợp lý rồi, mà mời cháu đến để cháu xem, cháu bảo một nèo bếp để bên này hay ban thờ để đây hay thế này thì có phải cúng bái không? Chào các bạn, tôi đang ngồi soạn cuốn sách văn khấn thì bác đi qua bác hỏi thì theo như các bạn thấy thì cũng là bác có trao đổi là cái nhà đang ở thì thầy phong thủy đến là bảo hướng không hợp bán đi. Thì đấy, các bạn thấy các thầy dân gian là như thế thôi, họ chỉ quan tâm đến hướng, tức là cái dữ liệu đầu vào thôi, và không hợp thì họ xui bán. Trong khi là tức là họ giống gần như bác sĩ, chỉ nhìn bệnh nhân cái là xui ông này, ông ốm yếu rồi ông chết đi, xui những cái nó rất là không thể chấp nhận được. Nếu mà bán đi thì bây giờ ai mua, đúng không? Cái nhà hướng xấu hay không quan trọng là bố trí bên trong như thế nào,
và bố trí đạt yêu cầu hay không, nếu không thì hóa giải như thế nào, đấy mới là vấn đề quan trọng. Cái vấn đề này thực ra tôi cũng làm khá nhiều clip rồi nên là cũng không muốn nhắc lại. Tuy nhiên là có một sự thật là, một sự thật các bạn biết là cái người mà tuyên truyền về khoa học phong thủy như tôi không nhiều, và những thầy dân gian tuyên truyền về cái sự mê tín, về những cái kiến thức nó lệch chuẩn thì lại rất là lắm. Đây có bạn đang hỏi nhưng tôi trả lời, tôi ngắt một chút. Tức là cái vấn đề mà mình thì tuyên truyền là bố trí cái căn nhà, quan trọng là cái bố trí bên trong cơ, phong thủy nhà phải do bố trí cơ. Nhưng mà dân gian thì người ta cứ chú trọng mỗi hướng thôi. Tức là như tôi cũng có nói là có clip à, có người người ta còn cực đoan đến nỗi là khóa cửa nhà bảo tôi đến nhà xem, xong lại tôi đến thì không thấy đâu, họ mới bảo gọi điện, lúc đấy họ mới bảo là chỉ cần đứng ở ngoài đo xem là cái cửa có hợp hướng hay không. Đấy, người ta còn cực đoan đến mức độ chỉ cần biết cửa hợp hướng hay không mà không cần xem nhà. Tôi chả hiểu các thầy dân gian người ta tuyên truyền những cái nó không chính xác, nó không hợp lý đến như vậy mà vẫn có nhiều người người ta tin, người ta mộng mị. Nên là tôi mới làm cái clip bố trí nhà này, thậm chí tôi làm cả clip óc sáng suốt này. Tức là chúng ta nghe ai chúng ta phải sáng suốt một chút, chứ đừng người ta cứ đến người ta phán một câu và không hợp người bán đi. Thế là nên là tôi mới kể cái câu chuyện là bố để cho con không được vì không hợp hướng. Xong ông giám đốc cứ lên phát ông đập toang cửa ra, ông đục tung phòng lên. Vì là thầy phong thủy bảo là phải hướng này mới được. Tức là cái tư duy của bản thân những ông thầy đã có vấn đề rồi, nhưng mà mọi người nghe, mọi người không chịu suy xét, mọi người không biết, không xem là cái ông thầy này ông là ông tư vấn có khoa học hay không, hay ông là ông thầy dùi. Tuy nhiên tôi nghĩ lỗi lớn nhất là các thầy dân gian là người ta cứ mặc định là hướng thôi, chỉ xem theo hướng thôi, chỉ cần biết được hướng tôi hướng đông nam, thế là mua nhà hướng đông nam, thế là ok, chả quan tâm bố trí bên trong. Thậm chí đấy, giống khách hàng tôi có nói là mình đến mình rõ ràng đo nhà người ta hướng nam, nhưng mà khách thì cứ khăng khăng là đông nam, vì cái thằng bán nhà nó bảo tôi là hướng này đâu hướng đông nam, thì tôi mua hướng đông nam thì đây phải là hướng đông nam. Trong khi ông bán nhà ông lừa đảo, đo rõ ràng mình đo các loại la bàn lên nhà hướng nam, nhưng mà khách hàng bảo người ta bán cho tôi là đông nam nên là nhà này phải đông nam. Nói chung là không biết thế nào rồi. Nên là các bạn thấy bây giờ tôi là cái người tư vấn, cho nên từ nãy khách hàng tôi cũng có muốn nói nhiều đâu, tại vì là mình nói nhiều người ta cũng không hiểu được, tại vì người ta cũng có quan tâm nhiều đến cái câu tư vấn của mình đâu. Tôi chỉ nói cái tư vấn là hướng nhà thì xem theo ban công, chứ không phải là hướng ở trong cái hành lang bế khí, vì hành lang bế khí thì không xác định tọa hướng được, hướng thì phải nhìn theo ban công đấy. Còn và cái thứ hai các bạn thấy là tôi nói là tôn trọng cho bố trí, nhưng mà thấy người ta không hiểu nên tôi không nói nữa, tại vì là muốn hiểu ý, thì phải vứt được cái tư duy cũ đi cơ. Tức là giống như tôi vẫn nói là cái cốc nước của mình đang đầy rồi, bây giờ mình muốn làm một cái kiến thức mới mình phải chấp nhận vứt hết đi cơ, chứ mình cứ đóng đinh là chỉ có cái này mới đúng. Nó khó, nó rất khó. Giống như là nhiều hãng bán nước bình lọc, người ta lừa, người ta cứ bảo là chỉ nước kiềm mới tốt ấy. Thế là nhiều người cứ đóng đinh trong đầu là chỉ uống nước kiềm thôi, đi ra ngoài không uống nước gì khác, tức là mặc định nước kiềm, trong khi nước kiềm là nước rất bẩn. Nước kiềm chỉ là nước lọc thô qua ba lõi lọc rô thì mới làm ra nước kiềm, và đấy là cái nước khá bẩn, nó chỉ sạch hơn nước máy một tí thôi, nó không phải là cái nước để chữa bệnh. Ví dụ bạn bị axit dạ dày, tức là trong người bạn có thừa axit, các cái bệnh nào có thừa axit thì các bạn uống nước kiềm thì nó hợp lý, nhưng mà không phải ai uống nó cũng tốt, và nước kiềm uống cà phê nó không ngon.
nó mất hết cái hương vị của cà phê, ví dụ như thế. Không phải cái gì cũng ứng dụng được. Nên là Nhân có khách hàng hỏi về cái chủ đề hướng nhà thì tôi lại vẫn làm clip tôi nhắc lại thôi. Quan trọng nhất không phải là hướng mà là cái bố trí ở bên trong. Bố trí bên trong quan trọng nhất, tôi vẫn cứ nhắc đi nhắc lại, bố trí quan trọng nhất. Hướng nó chỉ là phụ thôi, hướng nó chỉ là dữ liệu đầu vào chứ không phải là cái yếu tố để quyết định phong thủy. Còn dân gian thì như tôi nói rồi, các thầy dân gian người ta vẫn cứ làm những cái gì dễ nhất và người ta cứ thích dọa. Đến thì người ta dọa cái không hợp, thế là xong, người ta cũng đỡ phải làm. Thầy đi vẫn ngần đấy công, vẫn có tiền, gia chủ vẫn phải giả ngần đấy tiền, thầy chẳng phải làm, thầy cắp đít về, thế là yên tâm nhất. Tôi có cái trường hợp anh khách hàng còn như thế này, bảo là trước đấy thì người ta tin sư thầy, nhưng mà người ta ức chế quá vì lần một đi mời sư thầy đến tận nơi, sư thầy bảo năm nay không xây được đâu, không được tuổi. Thế là người ta chờ đến năm sau người ta vẫn mời sư thầy đến, sư thầy lại vẫn phán một câu là năm nay không xây được đâu, phải chờ. Thế là người ta mất tiền hai lần, mời sư thầy đến tận nơi không được, người ta ức chế. Thế là đến hôm người ta đang ngồi nói chuyện với tôi bảo thế ai bảo anh đi nghe sư thầy, bây giờ sư thầy có phải là chuyên về phong thủy đâu, sư thầy có biết phong thủy đâu, chả sư thầy nào biết phong thủy, chả một cái trường Phật giáo nào đã dạy sư thầy về phong thủy. Ai bảo ai bắt anh đi mời sư thầy xem phong thủy, còn anh gặp tôi sớm thì năm nào anh cũng có thể độc thổ anh xây nhà được, và thậm chí bây giờ anh xây xong nhà máy anh sản xuất kiếm tiền được rồi, trong khi anh gặp sư thầy thì 2 năm không xem được, không làm được, làm ăn mà lại 2 năm không làm được, trong khi mình có đồng đất, mình mất tiền thuê đất, anh ấy thuê đất theo kiểu công nghiệp mấy chục năm, thuê xong đến mời sư thầy đến, sư thầy phán 2 năm trời phán không làm được, xong đến gặp tôi xây trong phút mốt, thích thì mấy hôm sau động thổ làm luôn. Khi mình hiểu khoa học thì năm nào cũng xây được, vị trí nào cũng bố trí được, hướng nào cũng làm được. Cũng giống như bệnh nhân, tôi vẫn nói cái chuyện bệnh nhân ấy, bệnh nhân đến bác sĩ thì ông là bác sĩ thì bệnh nào ông cũng phải chữa được, chứ ông lại bảo ô bệnh này nặng lắm chết rồi, thôi năm nay không chữa được, năm sau đến chữa, năm sau quay lại thì chắc là ông ở suối vàng mất rồi. Nên là những cái ông thầy nào mà cứ nói là năm nay không xây được thì bạn đừng có tin, vì hoặc là nhà này không hợp tuổi bạn cũng đừng có tin, đấy là những ông thầy không có trình độ, không có trình độ hóa giải thì mới bảo năm sau, mà không có trình độ thì mới bảo hướng này không hợp, tra cái gì không hợp à? Hợp hết, riêng tôi hợp hết, hướng nào cũng hợp, hướng nào cũng có thể xử lý được. Hay là câu chuyện của anh thằng em họ, nó tin một cái bà cô trong dân gian bảo là tuổi nó là chỉ hợp tuổi này, thế là nó cứ quen cô nào cái việc đầu tiên nó mở mồm ra nó nói là hỏi tuổi xem có hợp hay không. Thế xong đến lúc sau đấy thì nó quen ai nó ngủ là mà gọi là tôi vẫn nói vui là đánh cho người ta sưng bụng lên rồi thì mới lại vẫn còn hỏi cho tôi là anh ơi tuổi này có gấy được không, có kết hôn được không. Thế là tôi mới điên lên, tôi bảo bố cho mày, xin lỗi tôi nói bậy phát nhưng mà đúng là như thế, mày làm cho con nhà người ta sưng bụng lên, bây giờ mày còn đi hỏi là có lấy được hay không, mày không lấy được, không hợp tuổi, giới thiệu cho anh hợp hết. Cái thầy dân gian như thế, tức là người ta chuyên đi xui thôi các bạn, người ta gọi là đúng là thầy dùi, kể cả sư thầy cũng thế thôi, không xem được phong thủy, không xem được mệnh lý đâu. Sư thầy làm sao xem được mệnh lý cho các bạn, làm sao xem phong thủy được cho bạn. Tôi vẫn nhắc lại là ai mà xui bạn không hợp tuổi, không hợp hướng, phải bán nhà, các bạn đừng có tin, hoặc là bảo năm sau mới xây được, năm sau nữa mới xây được, các bạn đừng có tin. Năm nào cũng xây được hết, cứ có tiền năm nào cũng xây được, và bạn thích ai, bạn thích lấy ai, hóa giải được hết, mọi xung khắc hóa giải được hết, do con người có hiểu hay không. Đấy là vấn đề các bạn, vấn đề lớn nhất là như thế. Vậy còn thôi, tôi chia sẻ nhanh với các bạn thì thôi, còn bây giờ tôi đang ngồi, tôi tập trung, tôi soạn cái cuốn sách Văn Khấn, vì tôi thấy nhiều cuốn Văn Khấn trên thị trường
lấy tên sư thầy nhưng mà nó không đúng các bạn, không đúng. Một là nó dài dòng quá, quá dài dòng. Văn khấn do các sư thầy soạn nó quá dài dòng, không đúng trọng tâm và không chính xác. Chính vì vậy, khi nhà sách yêu cầu mà thực sự là họ nhờ tôi 3 năm nay, năm nào họ cũng giúp tôi, cứ bảo cuối năm cuối cùng không năm nào tôi làm cho họ. Nhưng mà sau khi tôi phát hiện ra thấy rằng rất nhiều cái bài văn khấn là các sư thầy soạn không chính xác, không chính xác, không phù hợp vì cái văn khấn dân gian dành cho những vị thánh thần trong dân gian, các sư thầy mang cái quan điểm tôn giáo vào nên người ta soạn nó không đúng và người ta không hiểu cái bản chất của vấn đề là cái văn mình khấn là mình gửi cho ai. Nên là tôi cũng có làm rất nhiều cái clip về linh phù ấy, rất nhiều linh phù dân gian sai, người ta không hiểu trọng tâm là mình gửi cái công văn cho ai là nội dung như thế nào, cách viết như thế nào. Đấy là cái điều quan trọng. Nên là thôi, tôi tạm chia sẻ chút rồi tôi đi làm cái văn khấn đã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.